đi gì à? Quà tặng à? Dạ. Lấy xài dưới. Dạ. Tìm mấy cục đẹp dưới ra. Khách hàng lấy gì mà tặng đây? Trà cầu nhỏ. Cầu nhỏ. Cặp bi lăn tay đẹp mà đẹp quá trời. Này à, đá thạch trắng các bạn này. Cái tinh tinh. Qua ánh sáng tự nhiên mặt trời nhé. Viên này lấy thịt thì lấy viên kia xem. Soi từng viên một. Đây là những viên đá được anh em lựa tặng khi khách hàng lấy quả cầu phong thủy nhà sàn Tây Nguyên. Ánh sáng quả ánh sáng tự nhiên, màu khá đẹp các bạn ạ. Đây là viên nhỏ. Loại đá này được anh em lựa để gửi cho khách hàng. Còn những gia chủ có điều kiện thì thường giải loại đá này để giải lên chất trạch các bạn. Ánh sáng khá đẹp. Những loại đá thạch anh thô vụn nguyên khối giải nền chân trạch. Khi giải một lớp đá này dưới nền nhà, đá thạch sẽ thu hút các tia ác xạ dưới lòng đất và giải trừ đi. Các bạn ở trong ngôi nhà đó cảm thấy cực kỳ mát mẻ. Con người mình đeo đá phong thủy và ngôi nhà của mình cũng nên có đá phong thủy để ngôi nhà có năng lượng, có sinh khí. Anh em nhà sàn Tây Nguyên chúc các bạn luôn vui vẻ, năng lượng. Nhà sàn Tây Nguyên luôn chia sẻ về các loại đá phong thủy tự nhiên. Nếu các cô, các bác, các bạn thích yêu thích đá phong thủy tự nhiên, có dịp mời đến anh em nhà sàn Tây Nguyên. Anh em nhà sàn Tây Nguyên sẽ có những món quà như những cục đá này tặng các bạn. Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.